Anh, để em vô lấy mùng giăng cho ba ngủ. Đến phụ cho. Ba, tụi con làm ba thức hả? Chú hai, thấy chú ngủ sợ muỗi cắn, tụi con tính giăng mùng cho chú. Cứ để đi, lát ba giăng. Qua, dạ. Ba muốn nói chuyện một chút. Đưa em. Nè, cậu có thật lòng thương con Qua không? Dạ, con thương Qua nhiều lắm chú. Nếu không, con đã không cãi lời má con mà bỏ nhà đi. Cậu là một công tử bột, bây giờ ra đi với bàn tay trắng, rồi biết làm gì để mà nuôi vợ nuôi con. Có khi chịu không nổi cực khổ, rồi trở quay đầu về với má cậu, bỏ rơi con gái tôi. Dạ đúng là từ đó tới giờ con sống sung sướng. Nhưng mà vì Qua con có thể thay đổi tất cả. Con có học kế toán, con sẽ đi xin việc làm. Nếu như không có việc làm thì con sẽ đi xin những cái việc mà làm tay chân. Con không có sợ cực khổ, con chỉ cần được ở bên Qua thôi. Con hy vọng là chú tin con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Qua. Nói thì hay lắm, chờ coi mới biết được. Ba, con tin anh Thành, anh sẽ lo cho con. Ba đừng giận tụi con nữa nha ba. Dạ, con hứa là con sẽ không bao giờ làm cho chú thất vọng đâu. Tôi không phải vì hai người đâu, mà vì đứa cháu của tôi kìa. Vậy là chú đồng ý cho hai đứa con ở bên nhau hả? Không lẽ cậu muốn tôi nói lại lần nữa hả? Dạ, con cảm ơn chú. Không, lộn, con cảm ơn ba. Cậu cũng dẻo miệng quá. Bên nhà cậu không ưng thì cũng phải có lễ nghĩa đàng hoàng. Ngày mai tôi làm mâm cơm để ra mắt tổ tiên. Dạ, con biết rồi chú. Ủa, chú hoài vậy? Bộ không muốn nhận tôi làm ba vợ hả? Dạ không, con thích lắm, con muốn lắm chứ. Tại vì con chưa có quen, với lại con sợ chú la. À không, con sợ ba la. Vậy kể từ hôm nay con kêu chú là ba luôn nha. Con gái của tôi tuy không phải là cành vàng lá ngọc, nhưng mà nó là tất cả đối với tôi. Giờ thì tôi giao nó lại cho cậu. Cậu mà đối đãi không tốt với nó là tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Dạ ba cứ yên tâm đi. Con hứa cả đời này con sẽ yêu thương Qua, không bao giờ thay đổi. Thôi, giờ cũng tối rồi, hai đứa đi ngủ đi. Còn mùng để ba văn được rồi. Dạ, vậy tụi con vô. Đi anh. Mong là con Qua sẽ không chọn sai người. Má vô phòng nghỉ đây, con cũng đi nghỉ sớm đi, cả ngày ở nhà máy rồi còn gì. Má. Dạ, có chuyện ở nhà máy, con muốn xin ý kiến của má. Sao con? Bên Vàng Lợi bây giờ dành nhiều mối của mình lắm. Hay là mình giảm giá thành xuống, tạm thời mình lời ít một chút, để mình lấy lại mối trước đã. Một thời gian nữa mình sẽ điều chỉnh lại giá mới. Dạ, má thấy sao má? Từ hôm nay má rối tung rối mù về chuyện thằng Thành, cũng không còn đầu óc ở đâu mà nghĩ tới chuyện nhà máy nữa. Má giao cho con, hễ con thấy sao được thì con cứ làm nha. Dạ. Má tin tưởng con. Dạ, con cảm ơn má. Thôi, má vô nghỉ nha. Dạ. Vết thương đau hả? Dạ không có gì đâu cậu. Còn nói không có gì. Đánh lộn bị động phải không? Ra máu nhiều không? Hay để cậu dẫn con đi bệnh viện khám, để lâu nó không có tốt. Do hơi rướm máu chút xíu cậu à. Trời. Nếu
Ngày mai không có bớt, con ra bệnh viện khám lại. Con thiệt, cái thân bị thương mà cũng không chịu lo. Lúc đó Hoa đang nguy hiểm mà cậu. Anh hai có vẻ chấp thuận tụi nó rồi, coi như cậu cháu mình cũng hết tình hết nghĩa. Con đừng có suy nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho vết thương nó lành đi, rồi cậu cháu mình nhổ ghe đi. Dạ, con biết rồi. Cậu đi ngủ trước đi. Chút vô ngủ nghe. Dạ. Ngồi hoài không có tốt, vô ngủ. Nhà đây nè má. Nhà này hả? Ủa? Dạ. Đi đâu đóng cửa hết trơn rồi kìa. Sao cửa khóa rồi? Giờ làm sao? Dạ chị ơi, cho tôi hỏi, cặp vợ chồng thuê nhà trọ này họ đi đâu rồi? Hôm qua thì tôi thấy có côn đồ tới đánh họ. Sau đó thì tôi thấy họ bỏ đi với mấy người nữa. Trời đất ơi, vậy chị, vậy thằng con trai tôi có sao không chị? Với lại đứa con gái mà mang bầu cháu tôi á, có sao không? Hình như không có ai có sao trơn á. Vậy hả? Chị ơi, chị có biết là họ đi với ai không ạ? Là anh nhá, làm sao tôi biết được? Trời ơi, tụi nó đi với ai được chứ? Bây giờ làm sao đây con? Ở đây tụi nó cũng không có quen với ai hết. Hay là giờ con với má qua nhà cô Hoa để hỏi thử coi. Đúng rồi, đi liền dạ. Đi con. Còn cơm nữa là xong. Ủa sao mà chú Tư với thằng Tốt giờ này chưa thấy gì của ba? Cũng sắp vô rồi đó anh. Đến con anh cho... coi hai đứa tụi nó kìa, tình cảm ghê chưa? Cãi không à? Anh hai sắp được hưởng phước rồi. Bây giờ có rể có cháu. Em tính vậy nè, anh đừng có mua ghe nữa, không ấy mình mướn cái nhà này mình ở luôn đi. Tôi á thì sao cũng được, tùy hai đứa tụi nó thôi. Nè. Dạ. Hai đứa bay tính sao? Con hả? Thôi con ở đây với ba con à. Con sẽ mướn chỗ cho Hoa bán bún riêu, còn con sẽ đi tìm việc làm chỗ khác. Ba có thể phụ với con Hoa để buôn bán, với ba đi cắm câu để kiếm thêm. Rồi sau khi nó sanh rồi á, ba giữ cháu cho hai vợ chồng bay. Thấy không? Còn dì ba làm chi, đúng không? Dì ba cũng phụ cho hai đứa bay luôn. Ồ, công nhận con của con sướng thiệt đó nha. Chưa ra đời á mà đã có ông ngoại với bà ba lo rồi. Nói gì nói chứ còn bên nhà má con rồi con tính sao đây? Chứ gì thấy má con coi bộ bả không có dễ dàng gì bỏ qua cho hai đứa con đâu đó. Thì con tính ngày mai con dẫn qua về nhà con. Dù biết má con không đồng ý á, nhưng mà con cũng muốn báo cho má biết là hai đứa con đã thành vợ thành chồng. Dạ. Hy vọng là má không gây khó dễ cho tụi con. Con tính vậy cũng được á. Dù gì cũng phải nói với má con một tiếng. Đúng rồi. Dạ. Cha, đám cưới này lớn nha. Để nguyên mâm luôn hả? Chú Tư, anh Tốt. Trời, mấy người làm gì bưng tùm lum vậy? Tôi đâu có mượn chén đâu, chén bát đủ rồi mà, xách quan chi nữa. Tôi với anh Tốt đi đám cưới con Qua với thằng Thành mà. Nghĩ tới nghĩ lui, không lẽ tới ăn không coi sao được. Mới biết là sáng sớm này nè, gấp quá đâu có thời gian đâu chuẩn bị. Đi đám cưới bạn này hả? Nên quyết định mua hai thứ này nè. Thiết thật mà dễ sử dụng nữa. Anh hai với hai đứa nhận cho tôi vui nha. Dạ đi con. Ôi, con dạ. Cháu tới dự là tôi vui lắm rồi. Bà đặt quà cáp làm gì? Bà đặt. Tôi ngại hết sức vậy đó. Ôi, có gì đâu mà anh hai ngại. Mai mốt tới đám cưới Tốt thì anh đi lại có gì đâu. Cảm ơn hai cậu cháu nghe. Dạ con cảm ơn chú Tư với anh Tốt.
Anh có một tay à, để tôi đem vô trong cho. Cảm ơn anh Tốt. Đem dạ. Vô sao đi con. Coi tới giờ chưa. Rồi làm lễ đi anh hai. Đốt một nhang đi. Vậy hả? Dạ. Xích cho chú vô. Xích vô. Ôi trời đất ơi. Thì ra em ở đây hả Thành? Má với anh tới nhà trọ. Người ta nói từ tối hôm qua hai đứa bỏ đi đâu rồi. Má, anh hai, hôm nay là ngày cưới của con với Hoa. Tụi con đã quyết tâm ở bên nhau rồi. Con hy vọng là má chấp nhận cho hai đứa con. Hai đứa làm đám cưới hả? Dạ. Sao em không thông báo cho má và anh biết gì hết vậy? Báo cho mấy người, để mấy người báo cho con đồ tới đây phá đám hay gì. Nè, khôn hồn á thì đi mau nha, còn phá nữa thì đừng có trách tôi à. Cái dân thương hộ của tụi tôi á không có dễ ăn hiếp đâu. Thành, gia đình mình, dòng họ mình làm cái gì cũng có trên dưới trước sau. Chuyện hôn nhân là quan trọng cả đời mà con tự ý quyết định vậy đó hả? Dạ, con xin lỗi má. Con biết thế nào má cũng không ưng thuận cho nên con mới lén má tổ chức. Bà không chấp nhận tụi nó, không chịu nhận cháu thì tôi nhận. Tụi nó tính đám cưới xong rồi, ngày mai á về gặp bà thông báo sau. Ai nói là má con không chịu nhận dâu nhận cháu đâu chú. Nói vậy là sao? Chú hai thông suốt á thì má con cũng đâu có cố chấp đâu. Dạ, hôm nay má con kêu con chở tới để kiếm hai đứa nó về bàn chuyện đám cưới. Thì gì hả má? Nói trắng ra là tôi cũng không có ưa gì gia đình này, nhưng mà vì cháu của tôi thôi. Bà không ưa thì gia đình tôi đâu cần bà ưa đâu. Con tôi đẻ ra, cháu ngoại tôi á, cha con tôi tự nuôi được, không cần nhà bên nội nữa đâu. Như vậy là ông thách thức tôi chứ gì. Vậy tôi bắt con tôi về, không cưới hỏi gì hết. Thử coi con gái của ông có mang tiếng chủ quan nhục mặt hay không. Vậy thì bà bắt nó về liền đi. Bắt về liền đi. Ông, anh bình tĩnh lại. Bà bớt nóng đi mà. Má, bà, con xin má với bà đừng có cãi nhau nữa. Bây giờ tôi nói một câu công bằng nè. Đứa nhỏ nó đều cần bên nội bên ngoại hết á. Hai anh chị có thương đứa nhỏ, bây giờ mỗi một người nhường nhịn với nhau một chút, được không? Hay là mình ngồi lại bàn với nhau chuyện đám cưới đi má. Má, má thương thằng Thành về đứa cháu đi. Anh hai, vì hạnh phúc của con Hoa, anh nên ngồi nói chuyện lại thử coi sao. Vì chứ có bên nội thì cũng đỡ tội đứa nhỏ hơn. Ngồi đi anh. Mời chị. Má. Thưa chú hai, thiệt tình là má con muốn tổ chức đám cưới cho hai đứa nó. Không biết là chú hai có đồng ý hay không. Bộ cậu không thấy gì hả? Tôi đang tổ chức đám cưới cho hai đứa tụi nó mà. Ủa, con trai tôi là cháu đích tôn của dòng họ, không lẽ tổ chức đám cưới sơ sài vậy sao? Dạ đúng đó chú hai. Mình tổ chức đám cưới đàng hoàng, đầy đủ lễ nghi. Vậy thì hai bên gia đình mới nở mày nở mặt được chú à. Hoa, con có muốn đám cưới rồi về làm dâu cái bà nhà giàu này không? Kìa anh hai. Chứ bà là bà không có muốn đâu á. Nè, tôi có tên tuổi đàng hoàng nha. Ủa, chứ bộ tụi nó không đúng sao? Không phải bà thích người ta kêu bà này bà nhà giàu hay sao? Ông móc họng tôi hả? Má. Má, thôi má. Thành, con thấy đó, má đã xuống nước rồi. Con mà không đưa con Hoa về làm dâu, không đưa cháu đích tôn về cho má, cứ nghe lời mấy ông già này thì đừng có nhìn mặt má nữa. Bây giờ hai đứa muốn sao? Nói thẳng ra đi. Thôi đi, hai người làm căng thẳng như vậy, sao hai đứa nhỏ nó dám nói? Má, hay là má với anh hai về trước đi, để con nói chuyện với ba con với Hoa xong rồi con về con trả lời với má. Cái gì? Con nói vậy là làm sao? Má là má của con mà con muốn đuổi má về trước hả? Không phải, con không có ý đó. Thôi bây giờ về. Thành, bây giờ con đi về với má con đi, rồi lựa ngày khác hai bên gia đình gặp nhau nói chuyện, được không? Chú đây đã đúng đó, chứ bây giờ mọi người đang căng thẳng quá, có khi cãi lộn tới chiều á. Trời ơi, tới chiều còn đỡ, tới sáng luôn. Hoa, thôi bây giờ về nói chuyện với má nha. Em ở lại nói chuyện với ba đi. Dạ.
Dạ. Thôi đi về. Thưa ba, thưa chú Tư, thưa dì ba, con về. Anh Tốt, em về luôn đi. Thưa hai chú, con về. Thưa dì, con về. Thôi về đi cho nó chào. Gọn. Qua, ba là ba thấy con gì làm dâu nhà đó không có được đâu con. Hết má chồng rồi tới chị chồng, toàn là những người dữ dằn không à. Cái này tôi đồng ý với anh à. Họ quá dữ mà. Dữ mà tôi thấy tôi sợ luôn. Nhưng mà hồi đó giờ cưới thì phải theo chồng. Với lại thằng Thành là con trai duy nhất của nhà bả. Dễ gì ba không bắt con qua về nhà làm dâu. Qua, ý con sao? Con thì con không ngại cảnh làm dâu. Con nghĩ á, mình dùng tình cảm đối xử với người ta thì trước sau gì người ta cũng hiểu mình. Con chỉ sợ ba con không vui thôi. Nói vậy là con chịu rồi phải không? Con không muốn anh Thành phải khó xử. Đúng là con gái chưa gả nó đi mà nó đã lo bên chồng nó rồi. Đó là lẽ thường mà anh hai. Con qua nó làm vậy có gì sai đâu. Tôi chỉ sợ nó lo cho chồng phải nhiều quá mà thiệt thân nó thôi. Ba, anh Thành anh thương con lắm. Con tin là anh sẽ bảo vệ được con. Nó đã nói vậy rồi, thôi anh chấp nhận đi. Tôi vì con vì cháu nên mới làm xui với bà đó thôi. Chứ nhìn cái mặt bà là tôi không ưa rồi. Anh phải ráng đi. Để mai mốt cháu anh sinh ra cái mặt y chang bà bây giờ đó. Hết chuyện rồi cô ghẹo tôi hả cô ba? Để coi. Bà hết chuyện nói hả sao? Tôi nói thiệt chứ bộ. Không nghe ông bà nói mình ghét của nào trời trao của đó hay sao? Nhưng mà ý chính của tôi á là mai mốt hai người làm xui gia, thế nào cũng gặp nhau dài dài mà. Bích tới hả em? Dạ. Chào chị Thảo. Trời ơi, xách sầu riêng cho chị nữa hả? Dạ. Nhỏ này Thảo ăn ghê vậy đó. Vườn nhà em hồi sáng mới hái bán đó chị. Em chừa lại cho chị hai trái ngon nhất. Cảm ơn em nha. Bảy ơi. Dạ. Đem sầu riêng xuống nè. Dạ. Đem xuống dưới. Cảm ơn chị. Chị nghe nói đợt này sầu riêng trúng lắm phải không? Nhà em trúng đậm rồi nha. Dạ, cũng hên là vừa trúng mùa mà còn trúng giá nữa chị. À chị Thảo, bác Hội khỏe chưa chị? Khỏe rồi. Mới sáng kêu anh Phú chở tới chỗ tụi nó, giờ chưa thấy về nữa nè. Nói vậy bác Hội vẫn đồng ý cho hai người đó đám cưới hả chị? Vậy có nói mà má không có nghe. Thôi em đừng có buồn nữa. Chị có quen vài người được lắm. Chị làm hai cho em nha. Không có làm chị em á thì mình làm bạn, em chịu không? Được vậy thì còn gì bằng. Em chỉ sợ chị không thích làm bạn với em thôi. Sao lại không thích? Đó giờ chị chưa có chơi với ai mà hợp ý như chơi với em vậy đó. Anh Phú về. Má. Con chào bác. Chào em. Anh Thành. Chào anh Phú. Mới tới chơi hả con? Dạ. Ai xa. Mệt quá. Trời ơi mệt quá. Mời bác uống nước. Cảm ơn con. Mấy hôm nay anh đi đâu em lo cho anh quá chừng à. Nó ở với người tình của nó hạnh phúc quá mà. Có nghĩ gì tới người khác đâu. Em lo ở chi cho nó mệt. Chị hai. Kìa em, thằng Thành nó mới về mà. Rồi con nhỏ kia đâu? Sao không đeo bám về luôn đi? À, hay là muốn đem kiệu tới rước rồi mới về? Qua ở lại nhà ba cũ rồi. Anh Phú, có chuyện gì hả anh? Đứa bé bị sao hả? Không sao hết đó. Đứa bé vẫn ổn. Qua ở lại bàn chuyện đám cưới của tụi anh với ba vợ anh.
Tại vì em thấy Hoa không có về chung. Với lại hôm bữa em thấy Hoa không được khỏe, em tưởng là có chuyện gì. À, hồi nãy má với anh nghe người khu trọ nói là hôm qua có tụi giang hồ tới kiếm hai đứa em phải không? Có phải mày thuê tụi nó tới nữa không hả? Con nhỏ kia là nó đang mang thai cháu đích tôn của tao, nghe chưa? Mày đừng có lộn xộn mà. Má đừng có đổ oan cho con. Con đâu có rảnh vậy. Má, không phải như vậy đâu. Tại tụi nó nói ba vợ của con thư kiện tụi nó lên xã, cho nên tụi nó tới để trả thù thôi à. Cũng may là có người tới kịp cứu đứa bé, cho nên là qua với đứa bé không sao hết. Đó, má thấy chưa? Ai mượn rảnh đi báo công an chứ đáng đời. Mày bớt bớt cái miệng mày giùm tao cái đi. Nói gì ra má cũng không vừa ý hết á. Bây giờ có con trai, có cháu nội, rồi thêm con dâu nữa, đâu có cần con gái này nữa đâu. Bảy, dọn cơm xong chưa? Má, tính vợ con nói vậy đó, má đừng có giận nghe. Nó là con của má làm sao má không biết. Má mệt là mệt cái đám bên kia kìa. Má, ba vợ con nói cũng có phần đúng đó. Tại má với chị hai mấy lần tới gây sự nhà người ta. Mày hay quá ha. Chưa có gì mà đã binh nhà vợ rồi hả? Binh gì đâu, con chỉ nói sự thật thôi. Má, thôi thì má ráng nhịn vì đứa cháu đi. Để cưới được cô Hoa về rồi thì có gì má dạy dỗ tôi từ lại. Hoa hiền lành ngoan ngoãn, có gì đâu mà cần dạy dỗ. Cái thằng này. Ba vợ con với Hoa thực ra là người tốt bụng thẳng tính. Tại vì trước đây có hiểu lầm cho nên mới có ác cảm với nhà mình. Nếu như sau này mình tiếp xúc nhiều chắc chắn là sẽ hiểu hơn thôi. Dạ phải đó má. Tôi vì đứa cháu nội tôi mới chịu xuống nước thôi. Bây giờ lo coi ngày tính chuyện đám cưới đi. Má nghỉ trưa một chút, cỡ 2 giờ Phú chở má đi nha. Dạ. Chắc bây giờ con Bảy đã dọn cơm xong rồi, má xuống ăn luôn đi má. Con. Dạ. Con ở lại ăn cơm với gia đình cho vui. Dạ được rồi bác. Má con ở nhà cũng đang đợi cơm con. Con qua thăm chị Thảo chút xíu à. Vậy thôi. Con cứ ở chơi rồi chừng nào muốn về thì về nha. Dạ. Thôi em xin phép về nha. Anh Phú em về. Anh Thành em về. Ông Bích. Dạ. Em à, anh với Hoa cũng gần làm đám cưới rồi, cho nên em đừng có... Đừng có buồn anh nữa chứ gì. Mình làm bạn nha. Từ đó tới giờ em với anh vẫn là bạn của nhau mà. Khi mà em nghe bác Hội đồng ý cho anh với Hoa đám cưới, em mừng cho anh lắm đó. Thật ra miễn sao anh với Hoa hạnh phúc là được rồi. Cảm ơn em nha. Thôi em về. Đi đâu vậy kìa? Em mời đại ca. Vô đại ca. Mày bỏ cái chân mày xuống coi. Cái giò đụng tới cái càm. Tao nói mày làm ăn không có khá đâu. Dạ. Vô. Dạ.
Tới rồi đại ca. Ừ. Tụi tôi đợi cô từ sáng tới giờ. Mấy anh làm ăn như vậy mà đòi tiền hả? Cô nói gì vậy? Tụi tôi làm theo đúng yêu cầu của cô rồi mà. Bây giờ tính lật lọng hả? Hôm qua tôi nói với anh sao? Là phải làm cho con nhỏ đó sảy thai. Mà bây giờ nó vẫn bình an, còn sắp đám cưới nữa. Sao kỳ vậy? Tuy là lúc tụi tôi ra tay thì có người tới nên tụi tôi phải rút đi, nhưng tôi cũng đạp mạnh vô bụng nó một cái rồi mà. Ừ, đúng rồi. Tôi không cần biết, tôi chỉ cần con nhỏ nó sảy thai. Mà bây giờ cái thai vẫn còn thì số tiền còn lại các anh sẽ không nhận được. Có khi nào con nhỏ đó hên thì sao? Đánh thì cũng đã đánh rồi, nếu mà không trả tiền á, không yên với tụi này đâu nha. Sao? Anh định làm gì? Tôi đã có gan thuê hai anh thì không dễ để hai anh hù dọa đâu. Muốn làm gì tôi? Hai anh thử đi. Tôi mà có chuyện gì á thì người nhà của tôi sẽ đi báo công an. Vậy bây giờ cô muốn làm sao? Tôi không cần biết các anh làm cách gì, chỉ cần con nhỏ nó sảy thai thì số tiền còn lại các anh sẽ nhận đủ, không thiếu một đồng nào. Không được. Nhỏ này ở đâu ra vậy? Em gái của tôi. Sao em ở đây? Em đi theo dõi chị hả? Em tưởng là chị hai đi đâu nên em tính đi theo rồi về với chị hai luôn. Nhưng em không ngờ là hai lại đi thuê mấy người này đánh chị Hoa sảy thai. Hai, đứa bé là một sinh mạng đó. Sao hai ác vậy? Em im đi. Em biết cái gì mà em nói. Đi về. Em không về. Nè, tôi biết chuyện mấy người làm rồi đó. Mấy người mà dám làm gì chị Hoa á, tôi sẽ đi báo công an đó. Mày báo đi. Là do chị mày thuê tụi tao đó. Mày mà báo công an á, chị mày là chủ mưu đó. Tội nặng nhất đó. Mày ngon mày báo đi. Báo đi. Mày báo đi. Cho dù là chị hai tôi, nhưng mà nếu chị hai hại người á, em sẽ dẫn đi báo công an. Chị mới là chị của em nè. Chị đã hy sinh vì em, lo tiền cho em đi ăn học, mà bây giờ em đối xử với chị như vậy đó hả? Chỉ với con nhỏ kia thôi hả? Nè nè nè, chuyện của chị em mấy người về nhà mà giải quyết đi. Đi về mau. Nè, tôi nói là tôi làm đó, mấy người đừng có tưởng là tôi nói chơi nha. Bây giờ cô tính sao? Có làm tiếp hay là không? Coi bộ con nhỏ em cô cũng cứng đầu á. Tụi tôi không có muốn dính líu lùm xùm vậy đâu nha. Tạm thời dừng lại đi. Có gì tôi sẽ báo sau. Tôi về đây. Nè, vậy là cuối cùng cô tính không trả tiền cho tụi này hả? Thôi được rồi, tôi làm ăn uy tín lâu dài, khi nào con nhỏ cái nó sảy thai tôi sẽ lấy phần còn lại. Coi như tôi hợp tác không làm người. Chào cô. Làm mất hứng hết hả đại ca? Sao đại ca dễ dãi quá đại ca? Đánh mình cũng đã đánh rồi, nhưng rõ ràng con nhỏ đó nó chưa có sảy thai. Làm ăn phải câu khách chứ. Mối này á sộp, phải biết tính toán chứ. Dạ. Mà công nhận hôm qua em thấy đại ca đạp nó cũng mạnh. Nhỏ này làm như chữ câu hay sao á. Lần sau em đạp thêm nó vài cái, tới chừng nào mà đổ máu thì thôi. Đại ca, tao chặt cái giò mày bây giờ. Chị cảnh cáo em, chị bữa nay mà em nói cho người khác biết thì em đừng có kêu chị là chị của em nữa.
Ủa, về rồi hả? Sao má không ăn cơm đi, đợi con nữa. Má chờ hai đứa bay, chứ mình má ăn nuốt sao vô. Dân nó còn chưa về nữa nè. Con gặp nó ngoài đường á, chắc nó sắp về rồi. Má ăn cơm đi, khỏi đợi nó. Bộ hai chị em giận nhau hay gì à? Không có gì đâu má. Thôi má ăn cơm đi, con ăn xong còn phải ra nhà máy nữa. Ừ. Em sao vậy? Em ngắm sông thôi à. Ngắm sông mà nước mắt nước mũi tè le vậy hả? Nè, nín đi. Khóc xấu lắm. Nè, cho mấy trái lê kima nè. Anh làm như em là con nít vậy. Tại đó giờ anh đâu có biết dỗ ai đâu. Xin lỗi nghe. Nín đi. Em nói đi. Ai ăn hiếp em? Ai ăn hiếp? Anh xử nó cho. Wow. Ai? Vậy nếu như mà tụi nó đông dữ lắm á, anh xử nổi không? Cái gì? Đông hả? Đông hả? Đông thì đông thì không nổi. Vậy mà anh cũng nói. Anh chọc em thôi. Đông quá thì anh nhờ công an can thiệp. Có phải là tụi côn đồ hôm trước đánh em không? Cái mặt còn đỏ kìa. Không phải đâu. Tại vì em với chị hai cãi nhau. Chị hai giận quá cho nên đánh em vậy thôi, em không sao hết. Chị em có hay đánh em không? Không có đâu. Đây là lần đầu tiên á. Bình thường hai thương em dữ lắm. Chắc chị hai em nóng quá thôi. Hồi xưa anh quậy, cậu tên đánh anh hoài chứ gì. Thôi, đừng có buồn nữa nghe. Dạ. Anh Tốt. Ừ? Anh có gặp chị Hoa chưa? Qua về nhà chú Hai rồi. Chú Hai với má anh Thành đã chấp nhận hai người rồi. Họ cũng sắp làm đám cưới nữa. Anh Tốt, anh nói với anh Thành và mọi người là nhớ phải bảo vệ chị Hoa nha. Và đứa bé trong bụng chị Hoa nữa. Nói chị Hoa nhất định là phải cẩn thận nha anh. Sao em nói vậy vậy? Tại vì á, nhà bác Hội á, nhà bác dữ dữ lắm á. Em sợ đâu nhà đó ăn hiếp chị Hoa thì sao? Anh cũng đang lo cho Hoa đi. Không biết là về làm dâu có được hạnh phúc không nữa. Anh tính tuần sau tái khám xong anh sẽ nhổ ghe đi. Nhưng điều này chắc anh nán lại. Để đám cưới qua xong xuôi, ổn định mọi chuyện, lúc đó anh mới an tâm đi. Anh Tốt, anh thiệt là tốt với chị Hoa. Gặp người khác chắc người ta giận, không thèm quan tâm tới chị đâu. Khi nào mà em thật lòng yêu một người thì em cũng sẽ giống như anh thôi. Thiệt hả? Ừ. Vậy thì em sẽ chờ một người mà em yêu thật lòng. Nè, cái anh chàng hôm trước hả? Thôi đi, tự nhiên cái anh nhắc tới ổng làm em bực mình à. Biết bực như vậy là hết buồn rồi đúng không? Cái anh này chọc em hoài. Cho em hết nè. Ừ? Thôi em lấy một trái thôi, chứ anh cho em cả bịch dữ vậy. Lấy đi. Anh đi mua thuốc về gặp bác ba. Bác ba cho anh không lấy. Mà bác cứ ép anh lấy hoài à. Anh không thích ăn trái này. Thấy kỳ kỳ sao á. Cho em đó. Sao vậy? Em thích nhất là trái lê kima á. Cái này mà làm bánh là ngon số 1 luôn. Cái này làm bánh hả? Ừ. Anh mới nghe lần đầu luôn á. Má em làm ngon dữ lắm luôn á. Hay là
Em lấy cái này về làm bánh cho anh ăn nha. Thôi thôi thôi, mất công em lắm. Anh cho em đó, muốn làm gì thì làm. Hết buồn chưa? Em có đồ ăn là em hết buồn à. Mà bây giờ anh về ghe hay còn đi đâu nữa không? Anh về ghe nằm nghỉ. Thôi anh đi nghe. Dạ. Không có buồn nữa đó. Em hết rồi. Anh đi á. Dạ, bye bye. Chị hai, má về chưa vậy? Hỏi vợ sắp cưới của mày á, hỏi tao chi? Em nói cho chị biết, Hoa là cô gái rất tốt. Tại chị chưa tiếp xúc nhiều với Hoa thôi. Vậy chứ con Bích á, có chỗ nào không bằng cái con đó, mày nói tao nghe coi. Nhưng chuyện tình cảm, mình đâu thể nào so sánh là ai tốt hơn ai. Cũng giống như chị đó, hồi xưa biết bao nhiêu người, tại sao chị không chọn mà chị lại chọn anh hai? Anh hai mày khác, anh góp công, góp sức cho cái nhà này. Còn con nhỏ kia chưa về nhà đã moi tiền mày, còn gây ra đủ thứ chuyện hết. Chị thôi đi, nhà Hoa tuy nghèo thiệt nhưng mà Hoa chưa bao giờ lợi dụng tiền bạc của em đâu. Em nói cho chị biết nha, mai mốt mà gặp Hoa chị đừng có nói những lời khó nghe như vậy nữa. Ý là nó chưa về cái nhà này mày đã binh nó chửi chị mày rồi. Em nói chuyện đàng hoàng, em chửi chị hồi nào? Mày mới chửi tao đó. Em chửi chị hồi nào mà chị nói mới? Mày còn cãi nữa hả? Có chuyện mày... gì vậy? Mới vô tới trước cửa là đã nghe tiếng ồn ào của tụi bay rồi hả? Má, má coi kìa, nó bên cái con nhỏ đó, nó nói nặng nó nhẹ với con kìa. Chị em trong nhà có chuyện gì thì từ từ mà nói, vì một đứa ở ngoài mà cãi lộn là làm sao? Thôi mà má, Hoa cũng sắp làm vợ con rồi, bây giờ tính ra cũng như người nhà rồi. Đó, má nghe chưa? Mai mốt á, nó đội con nhỏ đó lên đầu cho má coi. Thôi bà em, thằng Thành nó hiểu chuyện lắm, đâu phải tướng sợ vợ như anh đâu. Anh đang nói móc tôi hả? Hả? Không, anh khen thằng Thành thiệt mà. Thôi, không có cãi nhau nữa, lo có chuyện đám cưới trước đây nè. Con qua nhà bển nói với họ, thứ tư tuần sau mình rước dâu. Cái gì vậy má? Hôm nay là thứ năm, thứ tư tuần sau còn có mấy ngày sao kịp? Chứ đi coi ngày thì gần đây nhất chỉ có ngày đó thôi, còn không thì phải chờ 3 tháng mấy nữa. Rồi lúc đó cái bụng nó thè lè ra rồi bà con bàn ra tán vô thì sao? Em, mình có tiền mà lo gì em. Tới đó mình kêu người lo từ A tới Z luôn. Thành, em thấy sao? Em cũng muốn cưới cho sớm. Bây giờ con với thằng Phú qua đó thông báo cho cha con nhà đó biết đi, kêu họ chuẩn bị cho tươm tất, hãy cần tiền bao nhiêu á thì gia đình mình đưa. Dạ. Chứ để rước dâu rồi ẹ quá thì dòng họ người ta cười vô mặt. Dạ. Dạ. Còn có chuyện này quan trọng nè, kêu cái ông già đó bãi nại đi. Đúng rồi đó, kêu ổng đi liền đi, hổm rài trốn công an gần chết. Vậy đó, cho chị biết sợ, không làm ba cái chuyện bạo lực đó nữa. Mày nói gì nữa lại em. Coi thôi. Thôi mà em, bỏ đi. Thôi, chị hai em hơi nóng tánh. Em qua thuyết phục với chú hai đi nghe. Mình cũng sắp làm người già hết rồi mà. Dạ, anh hai nói vậy được đó. Em sẽ qua em nói với ba vợ của em, chắc là ba vợ của em cũng sẽ đồng ý thôi. Mà em nói cho chị biết nha, chị mà kêu người làm bậy nữa là chính em sẽ thưa chị đó. Mày, má, má coi kìa, nó hù dọa con kìa. Nó đúng rồi đó. Bây giờ con nhỏ đó nó đang mang thai cháu đích tôn của tôi. Tôi cấm mấy người làm bậy đó nghe. Để cho chắc ăn, con đi kiếm mấy tụi hôm trước đó, cho nó ít tiền, rồi kêu tụi nó từ nay đừng có trả thù trả vốn gì hết nghe chưa? Dạ, tụi nó có tiền là xong chuyện rồi má. Để con đi gặp tụi nó, má cứ yên tâm đi ha. Thôi, má vô má nghỉ một chút. Thảo, con lên danh sách bà con dòng họ đi, chút nữa má ra má coi lại. Đám cưới nó, mắc mớ gì má sai con. Vậy tiền tháng này con khỏi lãnh hen.
Biết rồi. Anh hai, vậy bây giờ anh hai chở em qua nhà Hoa nha. Đi anh hai. Thì đi. Trời. Em à, em đi nghe. Em chào chị hai em đi. Chị ở nhà đừng có lo coi tivi nữa, lo mình lên danh sách đi. Mày. Nè, mày đi thì đi luôn luôn nha. Chị nói ai vậy? Chị nói chồng chị đó hả? Tôi nghe nói hôm bữa anh đi đánh cục qua với thằng Thành phải không? Ai mượn tôi nói nhiều chuyện, tố cáo công an này nọ chị. Chứ không phải có người mướn anh sao? Anh nói gì vậy? Ai mướn tụi tôi chứ? Tôi biết là anh làm việc của người ta, nhưng mà anh không nói tôi cũng biết. Đưa tiễn người ra chốn xa xôi. Nghe đằng cậu tạm giam quá hả? Người ơi, ý của anh á, người là em đã tốn một mớ tiền để phá đứa con của quá. Khi biết rằng hai đứa nói vậy đám cưới được. Đò phơ xa bên, người đến làm chi cho trăng tàn nguyệt tận? Để hận sâu vương mang trong đời. Em chờ mẹ. Người hãy về đi, còn nói làm chi? Giờ chỉ làm thêm đơn đau. Người hãy về đi. Anh dập dềnh xong biếc.